Cua với rau dền nha các bạn. Cá này miền quê nha các bạn. Ngon quá cho nên mua 15kg nữa các bạn. Dữ không? Mua ủng hộ 15kg nha các bạn. Anh em mình không có được cái gì hết trơn. Các bạn nào đi bắt được chứ. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ nấu canh cua với lá rau dền. Mời các bạn ăn cùng anh em mình nhé. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình nấu nó làm thôi nha các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn cơm với cá kho nha các bạn. Cá kho khô. Ăn cơm với là canh cua với lá rau dền. Ai nấu thì mình cứ khen. Canh cua với lá rau dền, ai nấu thì mình cứ khen đó nha các bạn. Đấy. Rồi cua rau dền cả nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Mời các bạn cơm bạn ơi. Nay anh em mình ăn canh cua nè các bạn. Canh cua với rau dền nha các bạn. Cá này miền quê nha các bạn. Ngon quá cho nên mua 15kg nữa các bạn. Dữ không? Mua ủng hộ 15kg nha các bạn. Anh em mình không có được cái gì hết trơn. Các bạn nào đi bắt được chứ. Bây giờ cái đó nói chiều bây giờ muốn xóa sao á. Và bây giờ đừng để cho nó phá áp rồi nó phá vĩnh viễn luôn. Bây giờ đó ông đi thanh lý hợp đồng. Nhưng mà ông chưa kịp lên nữa, bây giờ mới 3 chấm mấy, ông chưa kịp lên nữa nó phá áp ông rồi. Còn có cho được thi mà ăn. Nó thi rồi nó đưa ông phải chờ lên sau nữa. Người mắt mày chạy chuyên nghiệp lên sau xịn rồi. Cái xin sao. Mà tính ra tôi rồi đó, tôi đâu có chữ gì đâu. Nói gì mà. Tôi như đó, cái gớt xuống 4.28 luôn á. Nó còn 3 chấm mấy. 3 chấm mấy đâu, tại dữ được nổi. Làm nói gì mà, sao dữ cho mấy. Không phải khách Việt Nam đánh ra nữa đâu, khách nước ngoài nó cũng đánh mình nữa đó. Thì khách nào nó không đánh, những thằng làm bậy nó thôi, nó đánh mà chị. Ủa, ăn con giỏ nó chát chưa? Con giỏ nó chát rồi.
Cơm với cá mà chanh với gạo ngon mà. Hấp dẫn ăn với bắp chuối. Cái này có bắp chuối đặc à? Chuối ngon ha. Mà ngày xưa ở mình còn dưới quê thì chê thì ẩm chị ẻo đúng là đang gầm những mày gầu dưới mình ngủ. Sương không anh? Anh về hỏi người gặp tôi hỏi. Ủa ông có gấp nút hả? Thấy hả? Gấp nút gì anh kêu? Có gấp nút hả? Không. Bài. Bài. Đi đi. Ăn rồi. Đi đi. Không ăn nữa, đi đi. Bữa kia ông đặt gấp kha, ông gặp xe tôi lại cái trời cũng gấp kha còn ngon hơn gấp nước nữa. Ăn cái bấm vì anh làm cho em cao mà ông tưởng nó làm sao vậy lúc này như xe tôi là dính thường hoài à, như có xe ông á thì nó hiếm. Chiều mình kia cốc tía nó lại gọi nói chuyện với tôi. Ủa em gấp 7 nhân nó lại nói 7:44 cũng đi gan hả, cũng mở lên cho ông coi hả. Ủa là ông tắt gấp kha lúc nào để gấp kha thì còn đối lên đối xuống thì ở đó mà tắt. Mấy gì hết rồi. Lúc này nó về bớt rồi.
Bữa nay ông thấy ông đi nó có đỏ có bậm gì đâu. Cái gì rồi? Rồi chứ mà công ty không có gái làm nghỉ nghỉ sớm về bớt là không có kẹt theo không có nhiều ca không có nhiều ca bà bán có 7 triệu tiền là ý thôi cả cô ủng hộ bán cũng bán 7 triệu bán 7 triệu cả cô bán cô ủng sẵn anh nó gửi lên hả mua ủng hộ bán 50 ngàn cho bà bán bà có 35 ngàn ngon chưa? Ừ. Bạn ơi.